Từ hơn tuần nay, ngư dân các vùng bãi ngang ven biển tỉnh Quảng Ngãi lại rộn ràng vào vụ khai thác rong mơ. Hầu hết ngư dân đều rất phấn khởi khi rong mơ khô được thương lái thu mua với giá 9.000 đến 9.500 đồng một ký, cao hơn so với các năm. Sau khi lấy rong mơ đầy thúng, các ngư dân trở vào bờ và phơi trên bãi cát ngay kè chắn sóng. Thời gian phơi rong từ 1 hoặc 2 ngày, cuối ngày thương lái đến tận nơi để thu mua. Theo nhiều ngư dân, giá rong mơ năm nay cao hơn so với các năm, nên dù vất vả nhưng họ rất phấn khởi. Mùa vụ rong mơ kéo dài từ đầu tháng 4 đến tháng 6 âm lịch hàng năm. Tuy nhiên, ngư dân chỉ tập trung khai thác khoảng 1 đến 2 tuần đầu tiên, vì đây là lúc rong nhiều nhất. Trong khoảng thời gian đó, ngư dân kiếm được khoảng 1 triệu đồng một ngày. Những năm gần đây, ngư dân dần có ý thức khai thác rong mơ đúng mùa vụ. Việc khai thác đúng thời vụ không chỉ giúp ngư dân có nguồn thu nhập mà còn tạo môi trường thuận lợi cho các loại tôm, cá trú ngụ, sinh sản.